Thưa sư, hãy cho con được hiểu về cúng cổ hồn vào ngày 16 âm lịch hàng tháng. Thưa quý vị đó, cái gọi là cổ hồn á, thì theo quan điểm dân gian á, có vị nói là không nghe được nữa. Không nghe được nữa. Ở đây âm thanh nó vẫn bình thường. Đi chờ sẽ đi. Alo. Rồi quý vị đã nghe rõ hay chưa? Quý vị nghe rõ hay chưa? Cho sư biết. Alo, alo, alo. Alo. À rồi, nghe rõ rồi. Rồi bây giờ sư qua câu hỏi tiếp theo ha. Sư hãy cho con được hiểu về cúng cô hồn vào ngày 16 âm lịch. Thì thưa quý vị đó, theo quan điểm dân gian á, cái gọi là cô hồn là những cái chúng sanh mà bị không có người thân, coi như là không có thân bằng quyến thuộc, mà họ phải lang thang, coi như gọi là vất va vất vưởng. Thì cái cô hồn mà theo như cách gọi là theo cách hiểu của sư, theo cách hiểu của cá nhân sư ha, thì đó là những người, đó là những cái chúng sanh, xin lỗi không phải người, đó là những chúng sanh mà họ bị người thân bỏ quên. Sẽ lấy ví dụ như khi mà mình chết đi, mệnh chung tái sanh làm loài ngạ quỷ, mà người thân của mình ấy, họ cúng được chờ tí xíu, tao không biết ngày hôm nay như thế nào mà nó bị lỗi. Rồi sư nói tiếp ha. Xin lấy ví dụ như chúng ta sau khi mà chúng ta chết, chúng ta tái sanh làm loài ngạ quỷ, thì người thân cúng được cúng thất, cúng 49 ngày, cúng giáp năm, rồi sau đó là quên mất. Coi như là tới cái đời mà đời con của mình ấy còn nhớ thôi. Tới hồi con mình nó chết rồi thì cháu mình nó cũng không có thèm nhớ tới dỗ quải ông bà nội bà ngoại gì được nữa hết. Thì trong trường hợp đó sư gọi chúng ta trở thành cô hồn, có nghĩa là chúng ta vẫn còn người thân, nhưng mà thân bằng quyến thuộc của chúng ta đấy, dù là đời này kiếp này hay là nhiều đời nhiều kiếp, thì họ không còn nhớ gì đến chúng ta nữa. Thì khi đó thì sư gọi đó là cô hồn. Cho nên cái mà chúng ta cúng, cái mà muốn quý vị cúng thì nên hiểu là như vậy, nên hiểu đó là những chúng sanh mà thân bằng quyến thuộc đã bỏ quên họ, đã không nhớ gì đến họ nữa đấy. Và
cái cách mà chúng ta cần phải làm đó là gì? Đó là hãy nghĩ tưởng đến họ. Bởi vì Đức Thế Tôn đã nói thật khó để mà tìm một chúng sanh mẹ của mình. Thật khó mà tìm một chúng sanh chưa từng làm con ruột của mình. Thật khó mà tìm một chúng sanh chưa từng làm thân bằng quyến thuộc của mình. Cho nên tất cả những cái loài mà phi nhân có duyên với chúng ta, ở xung quanh chúng ta, mà khi chúng ta làm các điều công đức, không biết cái mạng ngày hôm nay thì khi chúng ta làm các điều công đức, chúng ta hồi hướng đến họ, thì bản thân họ đã đều là thân bằng quyến thuộc của chúng ta hết. Cho nên ấy, khi chúng ta không có cúng, không có nhớ gì đến họ nữa, thì họ gọi gọi những cái loài phi nhân đó, chúng ta gọi họ là cô hồn. Nhưng mà khi chúng ta nhớ đến họ, chúng ta có làm phước, chúng ta hồi hướng đến họ đấy, thì khi đó họ không còn là cô hồn nữa, mà họ trở thành thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Bởi vì đã nhận được người thân thì họ không thể nào gọi là cô hồn. Và quý vị đừng có nghĩ đó, đừng nghĩ rằng tại vì trước đây tôi không có làm phước hồi hướng đến họ thì họ là người lạ, mà tại vì bây giờ tôi làm phước đến họ thì họ trở từ người lạ trở thành người thân, thì không phải. Trước đó họ vẫn là người thân của chúng ta, họ vẫn là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, nhưng mà chúng ta quên mất họ, thành ra họ trở thành những người không được quyến thuộc để ý đến, mà thiên hạ gọi là cô hồn. Và bây giờ khi chúng ta nhớ đến họ thì họ trở thành cái người được để ý đến đấy. Ha, thành ra cái này á là điều tốt chứ không phải là điều xấu. Và cái thứ tiếp theo đó, đó là thái độ của chúng ta đối với họ như thế nào. Thưa quý vị, cái loài chúng sanh, mỗi một loài chúng sanh có cái kiểu thực phẩm riêng, có cái cách sinh sống riêng. Cho nên cái loài ngạ quỷ mà chúng ta gọi là họ là cô hồn đó, cô hồn ngạ quỷ đó, thì họ chỉ có thể hưởng được cái phước hồi hướng mà thôi. Do đó cái chuyện mà chúng ta cúng giấy tiền vàng bạc họ không hưởng được, cái chuyện chúng ta cúng bông nhang đèn trái cây họ cũng không hưởng được. Mà cái chuyện tốt nhất chúng ta làm đấy là chúng ta làm các điều công đức và sau đó hồi hướng phước đến cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta, khi đó họ sẽ hưởng được ha.